Hello, xin chào anh em nha. Lâu lắm rồi mình mới chơi lại Võ Lâm 1 các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại một cái bản Võ Lâm 1, cái phiên bản tương đối cũ các bạn. Bản này như là Công Thành Chiến hay là Sơn Hà Xã Tắc gì đó các bạn. Mình sẽ chơi một hạt ngũ độc đi săn boss sát thủ mặc full set may mắn ha. Để coi thử săn boss được đồ gì ngon không. Nhân vật mình cấp 200 bạn, tiềm năng thì mình tăng mọi thứ 1.000 thôi, không quá nhiều ha. Mình mặc cho nó cái nón thiên hoàng này, may mắn 3, sinh lực 200, quá đốc chỉ số bạn, bao tay thiên hoàng luôn, áo thiên hoàng luôn, đại lưng thiên hoàng. Có cái giày thì mình mod cái chỉ số nó hơi bá đạo tí nha các bạn. Tốc độ di chuyển 100%, chạy chạy nhanh xíu này, kháng tất cả 100 luôn này. Phục hồi sinh lực nội lực 10.000 để không phải tốn máu với mana các bạn. Boss đã đánh khá là thốn đó. Vậy đi cho nó khỏi phải chết rồi, chứ không mất công lại bơm máu là khá là mất thời gian các bạn. Con ngựa mình mang con ngựa phiên bổ thôi, cấp 150, có kháng tất cả 10 này, chạy 100%, quá là VIP luôn. Rồi cái mình mặc sát động sát bạn, cực phẩm động sát bắn chỉ số luôn ha. May mắn 25 này, 25% 4 món. 4 món là 100%. Với 1, 2, 3, 4, 4 món thiên hoàng nữa là 112% các bạn. Đó là full may mắn luôn ha. Còn cái đôi giày thì mình không có mặc các bạn. Đó, cái đao đại phong đao cấp 10, tốc độ đánh 30%, độc sát ngoại công 50, độc sát nội công 50, hút nội lực 10 này, sát thương vật lý ngoại công 100% và kỹ năng vốn có 2 cấp, quá là ghê luôn. Đao quá VIP các bạn ơi, ngày xưa mà có cái này bán tiền không đó. Bây giờ kỹ năng thì mình tăng tối đa tất cả các skill ha. Ở đây có skill 120 với 150 thôi. Mình không có dùng mấy cái chiêu 150 bạn. Mình nay mình dùng Huyền Âm Trảm và Bất Động Xuyên Tâm để săn boss sát thủ thôi nha. Đó, mấy chiêu bùa thôi, bút bùa đi săn boss thôi, không có tăng gì quá mạnh bạn. Cái bản cũ cho nên mình săn boss thì mình không có được lựa chọn boss các bạn ơi, nó chọn cho mình ngẫu nhiên ha. Nó chọn một ngẫu nhiên một con rồi mình đi săn thôi, cho nên mình không có chọn được một boss đó, cho nên khá là mất thời gian. Tại cái bản cũ bạn ơi, mình không có cái bản này mà chưa có sửa được đó. Rồi nó kêu mình đi đánh Tả Giật Minh ở mạc cao quật 159171, Tả Giật Minh 159171. Ok, mình sẽ đi mạc cao quật, bản đồ 90 này, mạc cao quật 159171 à, 159 trên 171 chỗ nào ta. Wow, khá là xa bạn. Wow, ngay chỗ này luôn. Ok, mình sẽ chạy thẳng lên. Mình có con ngựa chạy 100, 200% khá là nhanh thôi. Hôm nay chơi Võ Lâm 2 nhiều, nay mới chơi lại Võ Lâm 1 các bạn. Từ game đầu tiên mình chơi luôn. Khá là hay. Bản này là bản cũ cho nên nó không có nhiều đồ quá mạnh các bạn. Này bây giờ nó toàn đồ bạch kim rồi đồ gì phi phong đồ đồ thứ hết á. Này bạn cũ thôi, xài đồ xanh đồ tím thôi. Giờ cái đôi giày này chạy mới nhanh đó bạn. Nếu mà mặc cái đôi giày thiên hoàng có 30% may mắn, có 3% mà nó chạy chậm lắm. Chạy chắc cũng phải cái này mấy mấy phút đó. Rồi lên chỗ này. Trước tiên là mình nút hai cái bình may mắn nữa ha, Thiên Sơn Bảo Lộ này và Quế Hoa Tượng. Ok, đánh là Tả Giật Minh thôi, bút bùa thời gian trúng độc này, rồi đánh Bất Động Xuyên Tâm. Rồi sát thương lên được 2k rồi, rồi bút ông âm kháng độc này 3k mấy rồi, âm phòng thủ lý âm kháng tất cả luôn. Rồi lên 5-6k rồi bạn ơi, lắc độc rồi. Đó, lắc độc rồi, chém Huyền Âm Trảm. Quá ghê luôn, giật độc rồi, chết rồi. Quá dữ, có Phúc Dương Lộ luôn kìa, lùm. Quá trời vũ khí luôn các bạn ơi. Quá là ngon. Phúc Dương Lộ tiểu 20 điểm Phúc Dương này, nút luôn. Lệnh bài sát thủ lệnh thì không cần đâu, bước đi. Bạch Kim Yêu Đái 6 dòng đúng bạn ơi, quá ngon luôn. Thời gian trốn âm 30, thể lực 170.
Rồi mấy dòng còn lại của bắp không dùng luôn. Toàn thạch giới trị cấp 10 6 dòng luôn. Thời gian chọn âm 30, kháng hỏa cấp 10 à. Không có sinh lực nhưng mà có phục hồi thể lực này. Sinh khí cộng 16 khá là ngon mà. Ngày xưa mà có cái này bán cũng khá khá đấy. Tiếp tục là một cái toàn thạch giới trị nữa này. Phục hồi thể lực cấp 3, thời gian chọn 20, kháng hỏa 12. Nội lực 139, thể lực 194 nhưng mà lại không có sinh lực. Bước thôi. Một cái mũ âm dương vô cực quán, trời 6 dòng luôn các bạn, toàn đồ 6 dòng à. Nhưng mà khá là cùi bắp, được cái kháng hỏa 20 thôi, thể lực 199, còn lại mấy chỉ số khá là thấp. Long Phụng Huyết Ngọc Tràng, một cái bao tay này, thời gian chón 30, còn lại khá là cùi bắp các bạn, sinh khí 14 này, còn mấy cùi bắp. Cái mũ ô tà mão 6 dòng luôn, kháng hỏa cái 2%, sinh lực, nội lực khá là thấp luôn, thời gian chọn 30. Rồi phá thiết truy, trời ơi các bạn ơi, ta bị lỗi cái gì mà cái dòng nội lực ở dòng 2 thôi. Được cái hút nội lực 5 này các bạn, quá là ghê luôn, có hút nội lực này mà truy hút nội lực thì không có xài được á, có băng sát luôn kìa. Nếu hút sinh lực thì ngon, hút sinh lực là cho thiên vương là quá đã luôn, quá trưởng thật. Cái này cái dòng 2 nó bị lỗi gì bạn ơi, đáng lẽ dòng 3 mà nó thành dòng 2 rồi. Một con boss nó lại xuất hiện rồi. Cái này thì con bắp phá thiên kích con bắp luôn. Không hiểu sao cái dòng 2 nó bị hiện luôn các bạn. Tối nguyệt đao, một cái phi đao có băng sát này, nhưng mà mấy cái chỉ số còn lại khá là con bắp luôn. Cũng thôi. Ok, cái con boss đầu tiên này không có ngon mấy mẹ. Mình tiếp tục thử một con này. Tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ Trữ Thiên Mẫn ở mặt cao quật 152171, tại là mặt cao quật à. Lại trở lại địa điểm cũ ấy. Trở lại địa điểm cũ. Trữ Thiên Mẫn hình như bên này phải không ta? Nhớ không? Không nhớ rõ nữa. Trữ Thiên Mẫn đây rồi, chính xác luôn. Hệ mộc thì khá là nhanh. Ok, rút độc rồi. Rồi chép. Bây giờ mình chạy độc vô hình nó đủ chết rồi bạn, không cần chém cũng được. Viên âm trảm quá là ghê luôn, lùm 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 quá trời đồ luôn các bạn ơi. Giờ là một này, mấy cái bạn cũ này thì ngũ độc mới có lắc độc các bạn, mấy bạn mới thì nó không còn cái lắc độc nữa, đánh khá là đáng tiếc. Đó, ở cái thời gian độc phát của cái trấn phái này, nó bạn mới thì nó bị mất này, nó thành trúng độc âm dương gì đó, cho nên nó không có lắc độc được. Còn bạn cũ thì vẫn ok. Với lại độc vô hình này, độc vô hình chỉ có độc sát thôi, không có tốc độ di chuyển. Mấy cái bạn mới bây giờ chơi khá là mất hay các bạn. Rồi coi mấy cái đồ coi. Toàn thạch giới chỉ sinh lực 185 luôn kìa, quá là ghê luôn, kháng lôi khá là thấp. Lục phỉ thúy hộ thân phụ kháng tất cả 14, wow quá là ngon. Có điều kháng lôi hơi thấp, sinh lực cũng khá là được các bạn, sinh lực 129 cũng ok đấy. Thiên tầm yêu đái cùi bắp. Long tiên hương nang cùi bắp luôn. Cửu vĩ bạch hồ y cùi bắp. Lưu tiên quần sinh lực 135, nội lực 168, cái này đi khảo nạp thì được. Dương chỉ bạch ngọc, cái ngọc bội cũng cùi bắp. Ở toàn thành giới chỉ có may mắn 4%, sinh lực cùi bắp, kháng lôi 19. Wow, quả vương tiêu có hút sinh lực 8% bạn ơi, quá là ghê luôn, kháng lôi 26. Nó bị lỗi cái dòng ẩn 2 nó bị mất các bạn ơi. Cái dòng ẩn 2 nó bị gì mất tiêu rồi. Nó thành hiện 3 nó ra luôn rồi. Cái này chắc vài bữa để mình sửa lại ha. Wow, được cái chùy hút sinh lực 9% các bạn ơi, quá là ghê luôn. Còn mấy cái vũ khí cái dòng ẩn 2 nó bị cái gì rồi các bạn. Cái này chắc có lẽ mình sẽ sửa lại. Có hút sinh lực 9. Đáng lẽ 6 dòng mà nó thành 5 dòng rồi. Chùy mà hút sinh lực 9 là quá VIP luôn các bạn ơi. Độc sát ha, không có băng sát. Rồi mình quay về sang tiếp một con nữa coi. Tiếp nhận
Tăng chỉ hoán hở khóa lăng động 213198. Ok, khóa lăng động à, 90 khóa lăng động này nó nhiên nó là 213198. Ồ, ngay chỗ đó. Bản này hiện tại là chưa chọn được con boss để xem các bạn, nó cho ngẫu nhiên thôi. Ở đâu gì? Tăng chỉ oán đây rồi. Bắt đầu xuyên tâm chiêu thức thương hiệu của ngũ độc, đánh cái này nó chạy qua chạy lại rút độc khá là ghê. Ok, độc lên rồi, bút giảm kháng độc này, giảm kháng phòng thủ vật lý này, giảm kháng tất cả luôn, quá dữ. Rút độc rồi, giảm nguyên âm trảm. Ba mươi mấy k, 60k luôn, quá là ghê các bạn. Lập đồ quá trời đồ luôn, toàn đồ cấp 10 các bạn, quá phê. Ok rồi, cái xác tù là này dục đi. Lục phỉ thúy hộ thân phụ không có kháng tất cả, vứt rồi. Được cái sinh lực khá là cao với thời gian chó 40, quá là ngon. Toàn thạch hạng liên, wow, có kháng tất cả 7% bạn, có 7 kháng hộ 20 này. Thời gian chó âm 40, sinh lực tương đối được, phục hồi thể lực, sinh khí, quá là ngon. Dương chỉ bạch ngọc, thời gian chó 20, kháng hộ có 23%, được cái sinh lực cũng tương đối vượt. Toàn thạch giới chỉ, wow, thời gian chó 40 luôn bạn ơi. Có điều dòng 6, kháng hỏa 15, sinh lực quá thấp luôn, nội lực quá thấp, sinh khí 11 mà phục hồi thể lực chính được. Bá vương tiêu bỏ qua né tránh 1%, sinh thương vật lý băng sát vừa bấm không có tốc độ đánh. Kéo bao tay long phụng huyết ngọc trạng, có thời gian chó 40 bạn, kháng hỏa 20 này, quá là ngon luôn. Sinh lực 142 này, nội lực cũng được, thể lực trăm mấy, sinh khí 10 này. Cái này mà ngày xưa cái meta đồ xanh ấy, cái này quá là ngon luôn các bạn. Không đủ được. Thiên tàm hồ yến này, có thời gian chó 20 kháng hộ, cái này vừa bắt rồi. Kim lũ hài, một cái đôi giày tốc độ di chuyển có 17 à, được cái thời gian chó là 40, còn lại mấy cái kia vừa bắt không. Một cái đai lưng thiên tầm yêu đái vừa bắt. Cái áo giáp có thời gian phục hồi âm 40 kìa, kháng hộ 13, sinh lực khá là cao bạn, sinh lực 191 luôn con này, thời gian chó lại có 20 không xài được. Ok, mình sẽ tên thổ địa về, thổ địa phun về, sang tiếp một con là thử ha. Tiếp nhận bây giờ vạn hồ tinh ở trường Bạch Sơn Nam 139160 à, trường Bạch Sơn Nam bản đồ 90 139160. Wow, quá là xa luôn. Ok, chạy xuống dưới 139160. Đây rồi, vạn hồ tinh đây rồi các bạn. Thủy à, đánh ra vũ khí băng sát thì ngon. Bắt đầu xuyên tâm. Rồi sát thương lên rồi, âm kháng độc nè, âm kháng vật lý nè, âm phòng thủ tất cả nè. Đó, chạy ra rồi, quá là ghê luôn, mấy chục ca rồi các bạn. Đó, chạy vòng vòng nó không đủ chết à, rồi chạy chóng mặt luôn, chết queo. Lùm 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 lùm. Ok, bước cái dục cái này đi. Đại phong đao có sát thương vật lý 22%, hút nội lực 7 bạc, có băng sát luôn này.
Khải Hoàng 25 luôn, trời ơi quá là dữ. Có điều không có tốc độ đánh, khá tiếc các bạn. Cái này mà có tốc độ đánh ở 30, 20 nữa là nó thay thế dòng sinh lực thành tốc độ đánh, trời VIP luôn các bạn ơi, tiếc quá. Cái đai lưng 6 dòng, cùi bắp, cái mũ 6 dòng có thời gian choáng 40 kìa, kháng hộ 21 này, sinh lực hơi thấp nhưng mà khá là ngon bạn, xài cái này cũng được này. Cái nhẫn 6 dòng luôn, thời gian choáng 40 luôn, có điều kháng hộ hơi thấp này, sinh lực có 110 à. Này mà kháng hộ cao cao là ngon các bạn. Cái Long Tiên Hương Nang kháng hộ có 15 à, sinh lực trời ơi bèo quá trời luôn, thời gian chốn 20 cái này quyết đi. Cái bao tay Thiên Tầm Hồ Huyền chỉ số vừa bóc quá, thời gian chốn có 20 à, kháng hộ có 15. Long Tiên Hương Nang kháng hộ 18, thời gian chốn 40 này, sinh khí 17 cũng khá là ngon bạn, có điều sinh lực hơi thấp à. Sinh lực mà cỡ trăm mấy nữa là ok luôn. Thôn Nhật Chạm, cái song đao có hút sinh lực 4, cái này ra nước đi khảm nạn thôi chứ ai chả ai xài cái này, cái này không, cái này vũ khí nội công rồi. Cái Lục Phỉ Túy Hộ Thân Phù thời gian choáng 30, kháng hỏa 9 này, sinh khí 11 khá là ngon. Kim Cô Bồng sát thương vật lý 79, trời quên bắt các bạn ơi, không có gì hết. Ok tele thổ địa phù về đi, sang tiếp một con nữa coi có đồ gì ngon không. Tiếp nhận Bảo Triệt Sơn đang ở trường Bạch Sơn Nam 161163, trở lại địa điểm cũ à, 161163 đâu đấy, 61 trên 163 rồi, chạy qua này một đoạn đó. Đây rồi các bạn, Bảo Triệt Sơn có thể mọc ha, thể mọc thì nhanh thôi. Bắt đầu xuyên tâm chữa cho nó mấy cái đi. Đó, chữa cắm xương, có cắm xương. Boss này nó chạy ghê quá. Trời trời trời, chạy quá dữ luôn. Chết queo. Rồi có khổng tức linh này. Khổng tức linh mà có độc sát nữa là phá luôn các bạn. Thất bảo cà sa. Okay. Chạy cái đã, mấy con này đông quá. Trời chỗ nào có lính hết á. Rồi kệ nó đi, mình bất tử rồi. Thất bảo cà sa sinh lực 118, kháng lỗi cả hai à, cùi bắp quá. Một cái cà sa 3 dòng, cùi bắp luôn. Cái đai lưng cùi bắp. Cái vũ khí song đao tốc độ đánh 261, nó bị lỗi gì rồi. Quá trưởng thật. Một cái dây chuyền toàn thạch hạng liên cấp 10, may mắn có một mà trời ơi, sinh lực bùi bắp luôn. Thiên Tầm Yêu Đái bùi bắp, toàn thạch giới chỉ 3 dòng bùi luôn. Úp. Bá Vương Tiêu trời, tốc độ đánh 261 nó bị gì các bạn ơi, nó bị lỗi gì ở đâu chứ, trong phần trang bị chỉ số trang bị rồi, độc sát 41 này. Tối Nguyệt Đao bùi bắp. Khổng Tức Linh có hút nội lực 5 lên bạn. Tốc độ đánh 261, bạn thử coi. Để đánh thường thử được không? Thử tốc độ nó bao nhiêu. Xem nó ghi cho 261 dữ vậy. Không tới bạn. Đây tốc độ đánh ba mấy thôi nhưng mà nó bị lỗi gì đó. Cái này chắc mình phải chỉnh lại thôi. Rồi vứt luôn. Thổ địa gì? Để mình sang tiếp một con cuối cùng thử được gì không? Vệ Biên Thành đang ở Khỏa Lan Động 219195. Khỏa Lan Động 219195 ở đâu ta,
Ấy. Ồ, ngay đây khá là gần. Vệ biên thành. Đâu rồi? Lại là hẻm một. Bắt đầu xuyên tâm. Đọc rồi. Mình đánh thử chiều 150 coi nó mạnh không. U hồn về ảnh này. Đó, có cái mặt, cái đầu lâu luôn. Đọc sáng quá là ghê luôn. Quá mạnh luôn. Chết queo đi em. Phúc Dương lộ đại được chứ. Quá trời đồ luôn. Đố mình phút duyên đôi giày trời cùi bắp không có tốc độ di chuyển cái mũ ba vòng cùi bắp luôn cái đôi giày không có tốc độ di chuyển có ba vòng à cái Long Tiên Hương Lan kháng lôi 28 quá là ghê mà điểm không có sinh lực phục hồi rồi là có một một cái dây chuyền có ba vòng à phục hồi thể lực ba vòng các bạn lần này mình bị xui rồi đánh toàn đồ ba vòng đang được cái nhẫn 5 vòng này không có sinh lực luôn cùi bắp Long Tiên Hương Lan ba vòng được cái kháng lôi với sinh lực tương đối wow phá thiên trì nó bị dòng lỗi cái dòng ẩn hai rồi bạn tốc độ đánh hiện ba nhưng mà nó chồng lên luôn này độc sát 38 này sát thương vật lý không có hút rồi phá thiên kiếm cũng bị lỗi cái hiển thị luôn rồi độc sát có một điểm à cùi bắp luôn ok càng đánh càng ngu các bạn nãy giờ đánh toàn đồ cùi bắp không giờ đi ok chắc săn được mấy con đó thôi bạn không săn nữa ha cái bản này mình cũng đang chỉnh sửa một số thứ nó chưa có hoàn thiện lắm à chỉ số đồ nó cũng chưa có ngon các bạn với lại nhận nhiệm vụ này cũng không có chọn được ha mình phải nó nhận ngẫu nhiên à tại cái bản này là bản cũ bạn đang trong quá trình phát triển ha chơi thử test thử cái ngũ độc lắc độc đi sang phó sát thủ thôi bạn những video sau mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái bản này hơn ha rồi cảm ơn các bạn đã xem ha hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.